giữa trưa buồn mẹ quá không biết làm gì nên mình đi ra ngoài sau vườn chỗ cây xoài nè các bạn, cây xoài cát hòa lộc và ghép với xoài Đài Loan nó đang kiểu quả nên mình sẽ hái về trái mình vô sẽ làm món xoài lắc mắm ớt nha các bạn. Các bạn mình đã hái được một rổ xoài nè, nhiêu chắc ăn đủ rồi. Bây giờ mà các bạn cùng mình vào nhà để mình làm xoài lắc muối ớt nha. Mình sẽ giã muối ớt nha bạn, ớt hột nha, mình giã muối ớt để mình nè. Mình đã lọc xong nè các bạn. Giờ mình đi rửa sạch rồi mình tắt nha, tắt rồi mình lắc muối ớt nha. Mình muốn xoài mình tắt vậy nè, nó sẽ không tiêu mà nó giòn rất ngon. Cái kiểu tắt của người miền Tây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có muối, ăn không có muối cũng ngon mà hết chua. Mình sẽ để lên đây tắt cho nó nhanh. Xoài mình đã trộn xong rồi nè, nhìn thao luôn, hấp dẫn hả? Sốc rồi. Giờ mời cả nhà mình cùng ăn nha. Buổi trưa lại quên có gì ăn chưa á, cả nhà có gì ăn mấy, đi ra cây hái về 30 ớt trộn lắc ăn. Nó chua chua, ớt cay cay mặn mặn. Sợi lắc này các bạn là không ăn chua nhiều á thì mình có thể trộn thêm đường nha, cho một tí đường vô nó sẽ dịu sợi, nó sẽ ngon. Nhưng mình là không cho đường, cái này mình lắc không, muối ớt thôi. Giòn vững luôn, ngon quá. Cay chua mặn nó đã, nhưng đối với người thích ăn chua thì món này là ngon tươi chất luôn. Thank you.
mát hơn lạnh. Quê mình buồn có gì ăn, chứ ăn dạt gì nè. Làm chừng 20 chiếc ớt ớt hiển nhà mình trồng cay nó thơm. Bao ngon, bao phê. Thôi xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn ở những video ăn uống tiếp theo.